Ok, mình là Min Gaming, hôm nay cùng mình trải nghiệm 8 tựa game tiếp theo. Ok, đầu tiên sẽ là Modern Math. Wow, ok, let's Ai đã từng trải nghiệm game này hãy đánh giá cho mình một comment. Nhận xét xem game này như thế nào. Ok, còn theo mình là thấy thì rất là khó chơi. Sau khi mình bị đánh ngất, mình đã bị nhốt vào một căn phòng nào đó. Wow, mình phải tìm cách thoát ra bằng một thanh gỗ này. À, sẽ cửa. Wow, oh, con heo. Wow, Michael. Wow, con heo không đội. Nó đuổi các bạn ơi. Oh.
Wow. Wow. Oops, it seems like you've lost something, right? Ok, chúng ta sẽ đi đến game tiếp theo, Modern Mad 2. Wow, rất là hay. Bây giờ mình đi tìm tấm thẻ, và tấm thẻ ở trên tầng 4 các bạn nhé. Ok, trên một cái cổ của chú lợn đang ăn này. Dí nó. Ok, ok, các bạn ngồi xuống là thấy tấm thẻ. Wow, security. Wow. Yeah.
Ok, chúng ta đến game tiếp theo. Crazy Cloud. Wow. 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 Có phải như chúng ta là vô hình quá. Wow.
Ok, chúng ta cùng đến với Granny Chapter 3. Ok. Wow. Do you want to play hide and seek? Oh my God. Like, subscribe channel Mean Girl mình, ủng hộ mình nha. Ok. Oh no. Thank you.
Oh my god. Oh my god. Oh. Ah. Ok, chúng ta cùng đến với Murder Map. Wow, Murder Map 1. That's cool. Ok, chúng ta rep bàn đi.
Rồi. Thank you.
ice cream maker work. Ok, chúng ta lên game Xen 3. Ok. Oh.
Ok. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Ấn like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Like, subscribe channel Minh Cơ Mỹ. Ok.